Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành thực hiện đồng bộ ba nhóm giải pháp tạo thuận lợi thương mại, chống thất thu và tập trung nắm bắt giải quyết nhanh các vướng mắc cho doanh nghiệp. Dịch bệnh bùng phát lần thứ tư từ giữa quý II năm 2021 đến nay, lan rộng và kéo dài ở hầu hết các tỉnh thành có số thu lớn, trong khi doanh nghiệp chưa kỳ phục hồi nên sẽ ngày càng khó khăn hơn. Do vậy, theo tính toán, 3 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn mà số thu ngân sách giảm mạnh, ước giảm ít nhất 30-35%, nhất là 19 tỉnh phía Nam, chiếm 51,6% tổng thu toàn ngành. Mới đây tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý 3, chương trình công tác quý 4, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã yêu cầu toàn ngành cần nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại gắn với các biện pháp chống thất thu ngân sách, nỗ lực thu đạt 335.000 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán cả năm 20.000 tỷ đồng. Trong đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị số 215, thực hiện đồng bộ quyết liệt ba nhóm giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu qua việc kiểm soát giá, mã, xuất xứ, lượng hàng. Theo đó, các cục hải quan tỉnh, thành phố cần tập trung giả soát, nắm chắc tình hình nợ thuế, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, tổ chức thực hiện thu hồi và xử lý nợ thuế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao ngoài ra thường xuyên đánh giá tình hình thu nộp ngân sách ra soát nguồn thu chính bám sát công tác quản lý thuế chủ động tích cực phối hợp với các đơn vị chủ trì tham mưu của bộ tài chính trong thực hiện xây dựng sửa đổi bổ sung các luật về thuế liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu